Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 ngày ấy bây giờ ra sao? Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 được coi là phiên bản được đầu tư chất lượng nhất với dàn diễn viên hùng hậu, được đánh giá cao về năng lực diễn xuất, cùng nhìn lại cuộc sống của các diễn viên của phim ngày ấy và bây giờ. Giống như Hồng Lâu Mộng 1987, Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ phim truyền hình rất thành công, được diễn thể từ một trong tứ đại danh tác nổi tiếng Trung Quốc. Phim có quy mô hoành tráng với dàn diễn viên hơn 1.000 người và hàng vạn các diễn viên phụ khác. Tổng kinh phí đầu tư lên tới 170 triệu, nhân dân tệ hơn 586 tỷ đồng cho 84 tập phim và thực hiện trong vòng 4 năm. Phim được chia làm 5 phần với 6 đạo diễn và 6 biên kịch cùng làm việc với dàn diễn viên chính Đường Quốc Cường, Ngô Hiểu Đồng, Lý Tịnh Phi, Tôn Ngạn Quân, Bầu Quốc An, Lục Thục Minh. Cùng những trận đánh khốc liệt, cùng bối cảnh hoành tráng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ thể hiện câu chuyện lịch sử Trung Quốc, mà còn làm sống lại những Tào Tháo, Lưu Bị và các lượng thông minh, mưu trí, anh dũng song toàn. Sau 20 năm, dàn diễn viên trong phim đã những lối trẻ khác nhau, người đang sống hạnh phúc bên gia đình, có người lại cô đơn một thân một mình, cũng có người mãi miết với nghiệp diễn, và có người đã về nơi cõi vĩnh hằng. Trần Hồng, Điêu Thuyền. Dù không nhiều đất diễn, song nhân vật Điêu Thuyền của Trần Hồng luôn khiến cho người xem bị lôi cuốn. Đây là vai diễn được coi là thành công nhất của Trần Hồng trong suốt sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, đại mỹ nhân Trần Hồng từng gây ấn tượng với vai Tử Quyên trong Hồng Lâu Mộng 1987. Giữa thập niên 90, người đẹp tham gia nhiều bộ phim truyền hình gây được tiếng vang như Mai Hoa Tam Lộng, Đại Minh Cùng Từ, Anh Hùng Xạ Điêu 1998. Năm 1996, người đẹp kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca tại Mỹ và sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại cặp đôi Trần Khải Ca, Trần Hồng được coi là cặp chồng biên vợ diễn, hạnh phúc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Trương Quang Bắc, Lữ Bố. Có thể nói Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 là bộ phim thành công nhất trong suốt sự nghiệp diễn xuất của Trương Quang Bắc. Dù đóng nhiều phim, song nhắc đến Trương Quang Bắc, người ta chỉ nhớ tới nhân vật Lữ Bố, oai hùng trên màn ảnh. Hiện nay nam diễn viên vẫn tham gia đóng phim Kim, nhà sản xuất chương trình truyền hình và làm đạo diễn. Bộc Tôn Hân, Tôn Sách. Trong số các diễn viên đình đám của Trung Quốc, chắc hẳn sẽ có nhiều người phải ghen tị với Bộc Tôn Hân vì ông rất có duyên diễn phim Tam Quốc. Không chỉ góp mặt với vai Tôn Sách trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994, mà ông còn vinh dự được diễn nhiều vai khác trong tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại này. Năm 2002, ông đóng vai Tào Tháo, gây nhiều tranh cãi trong Tào Tháo và Thái Vân Cơ. Tới năm 2008, ông lại được thể hiện Khổng Minh và Các Lượng trong Tam Quốc Chí, trong Tái Sinh. Hà Tình, Tiểu Kiều. Hiếm có người đẹp nào như Hà Tình được có mặt trong 4 tác phẩm truyền hình xuất sắc chuyển thể từ tứ đại danh tác nổi tiếng. Hà Tình được mệnh danh là mỹ nhân tứ đại danh tác trong làng điện ảnh Trung Quốc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hà Tình diễn vai nàng Tiểu Kiều. Trong Hồng Lâu Mộng 1987, Hà Tình vào vai Tần Khả Khanh. Bà còn đảm nhận vai Lý Sương Sư trong Thủy Hử 1996 và Liên Liên trong Tây Du Ký 1986. Đường Quốc Cường, Gia Cát Lượng. Đường Quốc Cường không chỉ là một diễn viên điện ảnh và truyền hình, mà còn là một nghệ sĩ thư pháp nổi tiếng hầu hết trong các bộ phim cổ trang. Ông thường tự tay chấp bút cho các bức thư pháp. Ngoài đời, ông còn là thành viên chính của Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc. Với phong thái ung dung, tự do tự tại, Gia Cát Lượng là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Ngoài ra, Đường Quốc Cường còn thể hiện vai Ung Chính trong Vương Triều Ung Chính năm 1998 và Mao Trạch Đông trong phim Trường Trinh 2000. Lưu Y, Ngụy Diên, Thời Niên Thiếu. Vai diễn Ngụy Diên, phản chủ trong Tam Quốc được thể hiện bởi 4 diễn viên Lưu Y, Vương Hiểu Dĩnh, Vương Thiệu Văn và Vương Tâm Hải. Lưu Y đảm nhận vai Lưu Y ở tuổi trưởng thành. Lưu Y từng yêu đơn phương nàng Tiểu Kiều Hà Tình trong 5 năm. Hiện tại Lưu Y đã có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là Vương Hiểu Vũ và vẫn tham gia đóng vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình. Triệu Việt, Tôn Thường Hương. Tôn Phu Nhân, Triệu Việt từng giành giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 1992 và Hoa hậu Ăn Ảnh. Tôn Thượng Hương là vai diễn ấn tượng nhất của bà trong số hàng chục phim truyền hình và điện ảnh. Hiện tại Triệu Việt đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng tại Mỹ. Phan Việt Minh, Tôn Hưu. Chồng cũ của Ngọc Nữ, Đổng Khiết, từng đảm nhận một vai nhỏ trong Tam Quốc và gây được ấn tượng mạnh với khán giả.
Phan Việt Minh và Đổng Khiết kết hôn từ tháng 9 năm 2008 và có một con trai chung rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, cả hai từng gây ầm ĩ với giới truyền thông khi tranh giành, kể xấu nhau trên mặt báo. Tháng 10 năm 2012, hai vợ chồng sống ly thân. Tới ngày 21 tháng 11 năm 2013, Phan Việt Minh và Đổng Khiết chính thức ly dị. Bảo Quốc An, Tào Tháo. Ngoài vai Tào Tháo đa mưu túc trí trong Tam Quốc, Bảo Quốc An còn rất có duyên với những vai hoàng đế. Năm 1995, ông đảm nhận vai Đường Thái Tông trong Võ Tắc Thiên và Thùy Dương Đế trong Khai Sáng Thịnh Thế 2006. Cung Lệ Quân, Đại Kiều. Trong lịch sử, hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều có vẻ đẹp sắc nước hương trời, khiến cho bao các đàn ông mê mẩn. So với người em Tiểu Kiều Hà Tình thì nhan sắc của Cung Lệ Quân lại có phần kém tới hơn hẳn. Hiện tại Lê Vân vẫn tham gia đóng phim và đảm nhận những vai diễn phụ. Vương Lộ Giao, Mi Phu Nhân. So với hình ảnh một Mi Phu Nhân lem luốc trong Tam Quốc diễn nghĩa, Vương Lộ Giao bây giờ có vẻ đẹp, đầm thắm, mặn mà và đài cáp. Bà từng góp mặt trong bộ phim truyền hình hài hước Thiên Hạ Đệ Nhất Mai Mối, đóng cùng Ngô Quân Như, Dương Lập Tân, Hạ Hầu Kiệt. Sau thành công của phim, Dương Lập Tân còn tham gia rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên, các bộ phim sau đó đều không gây được tiếng vang lớn như Tam Quốc diễn nghĩa, Từ Thiếu Hoa, Trương Liêu. Trước khi đảm nhận vai Trương Liêu trong Tam Quốc diễn nghĩa, Từ Thiếu Hoa là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký phiên bản 1986. Phiên bản Đường Tăng Từ Thiếu Hoa được rất nhiều khán giả yêu mến và đưa tên tuổi của ông lên hàng sau. Hiện nay Từ Thiếu Hoa đang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kịch Nói tỉnh Sơn Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kịch Sân khấu tỉnh Sơn Đông. Lý Vân Quyên, Trúc Dung Phu Nhân. Nhờ nhan sắc trời phú, Lý Vân Quyên từng đảm nhận vai Bồ Cạp Tinh trong Tây Du Ký phiên bản 1982 và sau đó là Trúc Dung Phu Nhân trong Tam Quốc. Sau này bà đóng nhiều phim nhưng chỉ là vai phụ và không để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Diêm Hòa Lệ, Trình Phổ. Tên tuổi của Diêm Hòa Lệ nổi như cồn. Với vai diễn Sa Tăng trong Tây Du Ký 1986, do tuổi cao và mắc bệnh phổi nghiêm trọng, ngày 12 tháng 4 năm 2009, ông đã qua đời ở tuổi 73 tại Bắc Kinh. Tàu Lực, Lỗ Túc. Ngoài Tàu Lực, vai Lỗ Túc còn có thêm hai diễn viên khác, thể hiện là Mã Ngọc Lương và Tống Ban Quế. Ngoài việc diễn xuất, Tàu Lực còn được biết tới là một họa sĩ hiện đại và từng mở nhiều triển lãm tranh tại Trung Quốc. Hồng Vũ Trụ, Chu Du. Nhờ vai diễn Chu Du mà tên tuổi của Hồng Vũ Trụ được khán giả biết tới nhiều hơn. Hiện ông vừa là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim truyền hình. Lục Thụ Minh, Quang Vũ. Có thể nói Văn Vũ là vai diễn kinh điển nhất của Lục Thụ Minh. Trong nhiều năm theo nghiệp diễn, Lục Thụ Minh từng góp mặt trong Hán Vũ Đại Đế với vai phi tướng quân Lý Nghiễm. Sau này ông vẫn tham gia đóng phim, song không được thành công như Tam Quốc diễn nghĩa. Lã Trung, Động Thái Hầu. Lã Trung là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với những vai người mẹ chịu thương chịu khó, dữ dằn. Bà từng đảm nhận vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình Thần Thám Địch Nhân Kiệt năm 2000. Trần Chí Huy, Bảo Tính. Khán giả còn được gặp lại Trần Chí Huy của Tam Quốc trong Đại Minh Vương Triều trong vai Thích Kế Quang và Diệp Phấn vai Liêu Sư Phó, Võ Sư ở Phật Sơn. Vương Quang Huy, Tào Duệ. Sau khi tham gia Tam Quốc diễn nghĩa, Vương Quang Huy đóng khá ít phim, hầu hết ông dành thời gian cho việc nghiên cứu và lưu tâm đồ cổ. Ngoài vai Tào Duệ, ông góp mặt trong hai dự án truyền hình khá lớn là Mộng Đoạn Tử Cấm Thành vai Gia Khánh và Thủy Hữu Truyện vai Yến Thanh. Cái khác, Phan Thị, nữ diễn viên gạo cội Trung Quốc hiện tại đang sống tại Los Angeles, Mỹ cùng con gái. Bà đã từng kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa và có một cô con gái chung. Đầu năm 1990, chồng bà mất vì một cơn nhồi máu cơ tim. Sau đó, cái khác quay trở lại Mỹ và kết hôn lần thứ hai. Nhưng cuộc hôn nhân này không được bền lâu, bà ly dị với người chồng thứ hai chỉ vài năm sau đó. Lý Tĩnh Phi, Trương Phi. Trong số dàn diễn viên Tam Quốc, Lý Tĩnh Phi được cho là người có phong thái giống nhân vật nhất, từ ánh mắt, cử chỉ cho tới cái nhíu mày đều toát lên thần thái của người anh hùng. Lý Pha, Đổng Trác. Lý Pha từng là diễn viên của nhà hát Tổng cục Chính trị Trung ương Trung Quốc và có lượng phim đóng rất đáng nể. Ông là người đã lồng tiếng cho nhân vật Trư Bát Giới trong Tây Du Ký 1986. Ngày 3 tháng 2 năm 2013, Đổng Trác, Lý Pha qua đời ở tuổi 84 vì tuổi cao sức yếu. Bào Đại Chí, Hán Hiến Đế. So với dàn diễn viên trong phim
Bào Đại Chí là người vẫn giữ được phong độ nhất. Cho tới nay, dù ở tuổi trung niên, nhưng Bào Đại Chí vẫn toát lên vẻ nam tính và mạnh mẽ. Hiện tại, ông vừa là diễn viên, vừa mở công ty kinh doanh riêng. Hứa Đệ, Cam Phu Nhân. Hứa Đệ là nữ diễn viên, lão làng Trung Quốc với gia tài, là hàng trăm bộ phim truyền hình và vô số giải thưởng lớn nhỏ. Dù khá nổi tiếng, song Hứa Đệ lại là một người sống rất giản dị và được nhiều người yêu mến vì tính cách dễ gần. Tôn Ngạn Quân, Lưu Bị. Tôn Ngạn Quân là diễn viên hạng A tại Trung Quốc. Ông được trao nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất do Bộ Văn hóa trao tặng. Tôn Ngạn Quân từng là cựu phó chủ tịch Nhà hát nghệ thuật thanh niên Trung Quốc và hiện đang giữ chức hiệu trưởng Học viện Biểu diễn nghệ thuật ATV Quảng Đông. Trịnh Dung, Khổng Dung. Ngoài Trình Phổ, Diêm Hoài Lễ đóng tại Du Ký 1986 thì Trịnh Dung cũng có cơ hội góp mặt trong tác phẩm kinh điển này với vai Thái Thượng Lão Quân. Ông là thế hệ đầu tiên của Nhà hát nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Trịnh Thiên Vĩ, Hà Thái Hậu. Ngoài diễn xuất, Trịnh Thiên Vĩ còn là một người phụ nữ tài năng khi đảm nhận công việc viết kịch bản phim và thu về nhiều lợi nhuận. Lưu Lập Vĩ, Tần Kỳ. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Bắc, Lưu Lập Vĩ sớm nảy sinh tình yêu với nghiệp diễn. Ông từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu, Đại Minh Vương Triều và Tô Dân, Tư Mã Huy. Cựu diễn viên lão làng Tô Dân từng góp mặt trong Chiến tranh Nha Phiến, vai Hoàng đế Đạo Quang và Lôi Vũ vai Chu Bình. Ngô Hiểu Đông, Tôn Quyền. Ngô Hiểu Đông nổi tiếng với các vai Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Giả Vân trong Hồng Lâu Mộng. Ngoài việc tham gia đóng phim, Ngô Hiểu Đông còn là một cán bộ cấp cao trong giới chính trị. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Phó Thị trưởng Thường Châu. Lý Hồng Đào, Thái Sử Từ. Lý Hồng Đào từng tham gia Chiến Quốc vai Triệu Vũ Linh Vương, Tôn Tử vai Ngũ Tử Tư. Và năm 2014, ông góp mặt trong bộ phim điện ảnh Một Ngày Nào Đó cùng với An Dĩ Hiên, Phùng Thiệu Phong, Hang Gen. Tất Ngạn Quân, Lý Nho. Nam diễn viên Tất Ngạn Quân từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nữ diễn viên Bạc Mệnh, Trần Hiểu Húc. Trong 30 năm theo nghiệp diễn, Tất Ngạn Quân đã đóng hơn 20 bộ phim truyền hình và hơn 10 phim điện ảnh. Trong cuộc sống, ông là một người kín tiếng và gần như không chia sẻ chuyện riêng tư với báo giới. Trần Hữu Vượng, Viên Thuật. Trần Hữu Vượng được biết khán giả nhớ tới vai Lộ Tấn trong Tống Khánh Linh. Năm 2006, ông dính tin đồn cưỡng dâm nữ diễn viên Trương Ngọc cùng nhiều nam đồng nghiệp khác. Dù ông đã lên tiếng thanh minh, song sự việc vẫn ảnh hưởng khá nhiều tới sự nghiệp diễn xuất của mình.